Sáng nay, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức trao học bổng khuyến học ngày 2 tháng 10 cho các học sinh vượt khó học giỏi và các nhân tố điển hình trong phong trào học tập suốt đời. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn. Có 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, phấn đấu vươn lên trong học tập và 5 người lớn thực hiện tốt tinh thần học không bao giờ cùng, phấn đấu học tập suốt đời được nhận học bổng trong đợt này. Trong đó, học bổng dành cho học sinh là 1 triệu đồng và người lớn 2 triệu đồng một suất. Được biết, tổng kinh phí trao học bổng đợt này là 110 triệu đồng, được trích từ Quỹ khuyến học và các nguồn xã hội hóa. Học bổng khuyến học 2 tháng 10 nhằm khuyến khích mọi người tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, học để nâng cao trí tuệ, kiến thức, tư duy sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số. Buổi lễ trao học bổng cũng nhằm thiết thực tham gia tuần lễ hưởng học tập suốt đời, nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, tầm quan trọng của việc tự học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số đối với từng cá nhân và gia đình.